bạn đến với chương trình chia sẻ về du học của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta cùng trò chuyện với bạn Đỗ Quốc Nam. Bạn Đỗ Quốc Nam thì chọn Singapore làm điểm đến du học. À, chị chào Quốc Nam. Chào chị. Em giới thiệu đôi nét của bản thân em. Dạ, em là Đỗ Quốc Nam, quê ở Bình Dương. Em biết Tân Đại Dương thì nhờ chị em giới thiệu. Dạ, em đang học Đại học Quốc tế của Đại học Quốc gia. Em thích bóng đá với bơi lội. Rồi, cho chị hỏi là cái khi mà chị Ly thông báo tin là mình đã có IBA rồi thì cái cảm nhận của Nam như thế nào? Em thấy vui với lại thấy hồi hộp em rồi. Nói chung là hồi hộp. Sao là hồi hộp em mình phải thấy là... Tại vì trước giờ em chưa đi xứ ngoại nào. Đây là lần đầu tiên em xa gia đình. Thì Singapore nó cũng rất gần ở Việt Nam nên là nó cũng tiện. Nếu như mà qua đó thời gian đầu mình nhớ nhà thì mình cũng có thể là mua vé máy bay, mình bay về mình thăm gia đình ha. Dạ. Cho chị hỏi thêm là lý do là sao Quốc Nam lại chọn Singapore làm những điểm đi du học? Tại em nghĩ qua đó thì em sẽ cải thiện cái trình độ. Tại trường của em thì học thì cần bằng IELTS, nó đòi là IELTS là phải là 6.5 hoặc 6.5. Nên em muốn qua Singapore để học để lấy bằng IELTS. Là qua đó mình sao học chương trình Anh văn. Dạ. Tại bên Singapore là không khí nó cũng giống như Việt Nam mình, nó luôn bẩn thì mình sẽ dễ thích nghi hơn. Rồi với lại bên đó thì sạch sẽ, thoáng mát. Rồi nói chung là em nghe nói là qua đó thì mình không muốn về nữa. Thì em muốn thích. Mình có bạn bè gì học ở bên Sinh không? Em có một chị. À, là chị em đang học ở đó. Chị em muốn học trường LC. Bây giờ đã có MBA rồi thì em đã chuẩn bị gì, hành trang gì cho cái chuyến du học này chưa? Dạ rồi, em đã chuẩn bị đầy đủ. Đồ khô, mì gói, quần áo, giày dép nói chung. Cho chị hỏi là cái cảm nhận của Quốc Nam khi làm hồ sơ Tân Đại Dương như thế nào? Dạ, lúc nào ba mẹ em dẫn đi vô đây gặp chị Ly rồi tư vấn làm thủ tục. Chị Ly tư vấn là trường thì là bảo đảm cho học sinh học sinh đăng ký thì bảo đảm là chất lượng nơi ở rồi hay nói chung là giá học phí đấy thì cũng không có cao lắm. Qua đó thì mình ở đâu Nam ha? Qua đó thì chị Ly tìm nhà ở với em rồi em ở chung với bạn, nhà bạn chị Ly. Rồi cái hành học tập của mình khi qua Sinh thì như thế nào ấy? Qua đó học học với nó rồi tiếp xúc với người bên đó để cải thiện cái trình độ anh văn của mình. Thì khi mà qua Singapore học nếu như mà cần hỗ trợ gì thì Nam cứ liên hệ với chị Ly thì chị Ly sẽ hỗ trợ. Như là vấn đề ví như là chỗ ở hiện tại của em không thích thì em có thể chuyển chỗ khác và nhờ chị Ly hỗ trợ, hoặc là vấn đề về trường. Thì chị cảm ơn chia sẻ của Nam trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chúc em qua Singapore học thật là tốt ha. Cảm ơn chị. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe chia sẻ của Quốc Nam trước khi mà lên đường du học tại Singapore. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.